Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu lại cho các anh chị dự án Vinhomes Grand Park quận 9. Thì sau khi mở bán xong phân khu thấp tầng tại Manhattan, phân khu gần công viên 36 hecta, thì trong khoảng vài ngày tới đây thì sẽ mở bán tiếp theo phân khu thấp tầng thứ hai nằm ở phía gần mé bờ sông. Thì phân khu này có tên là The Manhattan Glory. Thì phân khu này sẽ nối với nhau bởi một trục đường nhánh chữ Y kéo dài từ cái trung tâm công viên 36 hecta kéo dài xuống bờ sông. Phân khu The Manhattan Glory dự kiến thì có giá sẽ thấp hơn bởi vì diện tích của các căn nhà phố ở đây sẽ tương đối nhỏ hơn so với phân khu The Manhattan. Phân khu The Manhattan Glory được bao bọc với ba nhánh sông tắt kéo dài ra phía sông Đồng Nai. Sau khi mà bán xong 500 căn phân khu The Manhattan thì sắp tới phân khu The Manhattan Glory sẽ có nhiều số căn hơn, trong đó có các thiết kế sẽ có phần đẹp hơn so với phân khu The Manhattan. Thì trong phân khu The Manhattan Glory sẽ có khoảng gần 900 căn nhà phố thấp tầng, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập. Phân khu The Manhattan Glory thì có khoảng gần 900 căn thì sẽ có khá là nhiều lựa chọn cho các anh chị, đặc biệt là những căn biệt thự song lập thì có những cái view về hướng sông tắc, và có những cái căn có view quay về hướng hồ nhân tạo, vừa quay về hướng mặt đường và về hướng hồ nhân tạo. Ngoài ra phân khu The Manhattan Glory cận kề với các khu về trường học phổ thông liên cấp VinSchool, và ngoài ra còn có sát bên bệnh viện VinMed, và sát bên đó sẽ có tòa nhà văn phòng 45 tầng là điểm nhấn của khu này. Bên trong giữa phân khu The Manhattan Glory chúng ta sẽ có hai hồ nhân tạo rất là lớn và dài. Thì bên trong hồ nhân tạo đó sẽ thả những cái hoa sen, súng và những cái tiểu cảnh ở trong cái hồ đó. Dự kiến là sẽ có cá. Những căn biệt thự song lập và biệt thự đơn lập sẽ có diện tích nhỏ hơn khá là nhiều so với phân khu The Manhattan. Nên các anh chị nào mà có nhu cầu về biệt thự song lập sẽ có cái mức giá khá là hợp lý ở phân khu The Manhattan Glory. Ngoài ra ở đoạn đường cái trục hình chữ Y, cái đoạn đường chữ Y và cái đoạn đường lớn của cái kết nối giữa phân khu The Manhattan và The Manhattan Glory dự kiến sẽ là một cái đoạn đường với những cái ánh sáng và những cái tiểu cảnh. Và đoạn đường đó dự kiến sẽ làm những cái khu vực đi bộ và trang trí rất là nhiều ánh sáng lấp lánh cả một khu vực ở đoạn đường mà kết nối giữa hai cái phân khu thấp tầng này. Điểm đặc biệt của phân khu The Manhattan Glory là những căn biệt thự đơn lập. Tất cả những căn biệt thự đơn lập sẽ về hướng sông tắc. Và bên cạnh đó là sẽ có một cái bến du thuyền khá là lớn dành cho những cái cư dân ở đây. Và đặc biệt những chủ nhân của các căn biệt thự đơn lập thì sẽ có một suất đậu bến du thuyền. Và đây là suất đậu bến du thuyền định danh cho cái căn nhà biệt thự đơn lập của mình.
phía ngoài ở sau lưng những cái biệt thự đơn lập sẽ là cái khu công viên dọc bờ sông. Thì phân khu này dọc công viên dọc bờ sông này dự kiến là sẽ là chỉ cho những cái chủ nhân của các căn biệt thự ở đây sử dụng. Anh chị nào hiện đang quan tâm nhà phố thấp tầng của Vinhomes Grand Park quận 9, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Vì các căn biệt thự phân khu 2 sẽ sắp mở bán rất là nhanh. Anh chị nào mà thật sự quan tâm hãy liên hệ với mình sớm. Ngoài ra khoa cũng đang nhận ký gửi cho thuê chuyển nhượng phân khu cao tầng chuẩn bị bàn giao, đó là phân khu The Grand Bowl. Thì theo khoa biết là những căn mà sẽ bàn giao vào ngày 20 tháng 6 là đã trễ hẹn, sẽ được dời qua vào giữa tháng 7 tới đây. Và ngay sau khi mở bán xong phân khu thấp tầng The Manhattan Glory là Vingroup sẽ tổ chức mở bán phân khu 2 của phân khu cao tầng với tên gọi theo cái phong cách Nhật Bản, đó là The Origami. Thì The Origami cũng đang nhận booking và dự kiến là mở bán sẽ theo cái phương thức mở bán của The Rainbow. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn đang chờ đợi theo cái không biết là có được cái phương thức mở bán mới hay không. Video này thì đó là những cái quang cảnh mà khoa đã cho flycam vào giữa tuần của tháng 6. Thì qua tháng 7 thì khoa sẽ có một video clip mới nhất trong vài ngày tới để cập nhật tiến độ thi công của các dự án trong Vinhomes Grand Park quận 9 này. Thì những cái theo khoa thấy là những cái căn mà The Manhattan, nhà phố Manhattan là đã xây bắt đầu lên tầng rồi nha các anh chị. Vin xây khá là nhanh. Còn những căn The Manhattan Glory thì đang chuẩn bị làm móng cọc. Thì các anh chị hãy đăng ký subscribe kênh của khoa để theo dõi các video clip mới nhất khoa sẽ up ngay sau đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.